rồi sáng giờ bạn của ông có quay. Đây là bạn gái của ông Lục. Chưa ra nó rỡn chưa, thấy bạn gái của Lục đẹp không? Đó, thấy chưa, quá xá đẹp. I talk with all body. All the world. You, my husband, girlfriend. Two of them. Yeah. Oh my goodness, they hold the hand. Woo! Hung luôn. Hung rồi. Hung rồi. What's wrong with my hand? Yeah. They hit the hand. Actually, look, my hand sick now. Thank you. Her hand is shaking, not mine. No, you sick too. See, look at you. Wait for a minute. That's how bad it upset me. Yeah. I'm very sad. Yeah, I'm sad. Okay, you go home, I go home. Yes, they can stay together and do whatever. Yeah, we go to the bar. Yeah, take some shots. Đó. Em thấy chưa? Nói một trận trắng trần trọng với mọi người thấy không? Trời ơi trời. Người tình bé nhỏ đó, trời ơi trời, nắm tay nhau. Ui. Các bạn. Hai bà này đều là bạn gái hết. Tôi là chị bự. Đây là hai người nhỏ. I say I'm the big one, the baby, two baby. That's why now I show him take care Linda. I think can you. Too much for you right now. He touch you too much. Too much. Hi baby. Đó thấy chưa? Nghe chị. Baby đó thấy chưa? Giữa thôi là giữa. Quá trời luôn, rồi đó baby lại giữa là tới sáng luôn chưa xong. Two hour not done yet. Hả? 15, number 15, your name? That pink? Pink. It's kind of a orangey color. Orange, yeah. Thấy chưa mọi người? Đó. Liếp. 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 Đó, feel là như ăn cướp nha mọi người. Xuống là dứt nè, thấy chưa? Are you, is that taking a picture of everything you do? Yeah. And all people know you, my husband, girlfriend. Oh, they don't know? They know. Everybody knows? Yeah. Good. Good, they do. Well, I'm only his girlfriend when Linda's not here. And that's not very often. She makes sure she's here with me like that. And you just come back for vacation, right? Yeah. Where you go? Where? Yeah. When? I was in, just recently, I went to Arkansas. Oh, Arkansas. And I went to my granddaughter's. Oh, granddaughter. Not go with your boyfriend? No. No, I didn't get to go there this year. I was too sick for a year, so. And you talk with him sometime? Yeah, you know, it's, are you dead with his hand? Yeah, okay. Yeah, it depends on the virus, whether I can go down there. Thời buổi kinh tế khó khăn mọi người, làm móng là phải nhận cướp vậy đó. Để vô gịch xong một ngón.
Did you do this in Vietnam too? Huh? Did you do nails in Vietnam? Yeah. I do nail before. So how many years you been doing nails? I think total maybe around 15 or 16 years. Yeah. Outside when winter time, I think around 65, 70. But all people say, oh, too cold. But well, it probably does seem cold because it's yeah. hot weather. But normal, they at least 85 and up. That's why they feel cold. They have a jacket for when 65. When is your winter month though? I think around August to December. August to December. Yep. For I think cool down a little bit. But I think for sure 100% for cool down. I think if you go if I go back Vietnam, I'm away go November to March. November to February. November to February. Yeah. November better. December still hot. It's kind of that when in Mexico, where I would go with my nephew, where they live, as their winter is, I think it starts in June. Their rainy season starts in June, like June through August. Đây mình dũa xong mình đưa cái đầu dũa cho coi nha. Are the kids getting bored yet from not being in school? Are the kids getting bored from not being in school? Yeah. It's hard on the kids because they have no social life. Yeah. I think hopefully they have vaccine soon. Yeah. And kids can go back to school and see friends and teacher. I hope so. Yeah, that helps a lot for them. Cause they stay home and they all the time in internet and you don't know what they do. Yeah, mọi người thấy không? Đầu dũa mịn của mình đó, nó to, nó dày lắm. You want design something for today? Yeah. What design do you want? I don't know. Use your own judgment. Nói bà có dễ mua cái gì không mọi người? Design là dễ. Mới đã mà gần
phải như ăn cước vậy đó mọi người. Làm lẻ ra nên mình đậm lúa, mình làm chậm quá sao được. Làm chậm quá cái thằng chồng nó chê, nó bỏ mình chết luôn. Sao mà phải như ăn cước vậy đó. Cha nước sơn nó muốn hết. Chị đâu có cộng tóc trên đây gì trời. Ai da, ai da đổ nợ rồi. Hay chưa. Thôi tạm thời thôi. Cha nước sơn nó muốn hết rồi mọi người ơi. Hàng chi có sơn muốn chết luôn. Trời ơi, đụng ở đây rồi đây nè. Bắt đầu vẽ móng nha mọi người nha. Đây mình vẽ nè mọi người. Không biết mình đang vẽ cái gì luôn. Giờ mình cứ vẽ cái gì đi. Tiếp đi rồi tính sao nha. Cò con nhái gì kệ nó đi. Trời dính nữa rồi. Mát up cái này nữa rồi đây nè. Tích vô nail to red. Hồi chùi sao đây. Cỡ rồi. Bắt ngón tay này nè mọi người, các bác hít vô đây nè. Màu xanh đi, màu xanh đi cho nó đẹp gái. Màu xanh đi, lá là phải màu xanh, clip là phải màu xanh đi. Trời ơi, cái cây cỏ thiệt là ngoại đảng. Mà lỡ rồi. Mày méo thì cho mày méo luôn. Đó. Cong hả? 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 Chưa? Cong hả? Cỡ nào cho cỡ đó. Chưa? Mình thấy sao? Được không? Ồ. Ok, put your hand under my phone. Đây cũng vậy nè, mọi người nhìn nè. Đó. Cây cỏ cong, dễ thay cây cỏ cong.
cái cái bình thường thôi. Như đây ăn 52 đồng bạc đậm lúa. Mình khó hay không là do mình thôi. Em người trời ơi khách tôi khó lắm, làm gì nó trả tiền đó. Ồ, khách khó đâu có gì đâu mà hãnh diện mà đừng có tập làm sao cho nó dễ. Nói chung khách ở đâu cũng khó, không dễ đâu. Đó xong. Khô liền. Qua vẽ cho em này luôn. Đó. Ok. No more hold her hand. No, come on. My turn. He does the whole point in a long time. You long time now. Em chưa hay gì? She's jealous. Yeah, I show jealous now. Yeah. Get him out. Get out. Two hot women after your husband. Yeah. Yeah. Cut you too hot. Yeah, so sexy lady. Yeah, yeah. That's why. Yeah. Bà này là bạn chọc right. Bà hay lại nói bà là bạn gái của ông chồng mình. Kêu chồng mình phải đi ra. Because she's so hot. Yeah. Yeah. He can't resist us. That's why I keep him in a, I keep him out. You're going to kick him out? Yeah. My hand very sick now. You're going to kick him out? I've got an extra river. Should have put a spider on Ben's. It's Halloween. Yeah, Halloween is for, over. For you. Can you put a turkey on my finger? Oh, yeah, everything. Yeah. And go out there and get the turkey and then glues on your finger. And what? I glues it on your finger. Oh, glue it on my finger. Này không biết dễ quá gì. Như cái cọng này nó hơi nhỏ à. Cho cái cọng này to lên một chút xíu. Somebody in the top. Over there. Chào cái mà sun. 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 Green. Sun is green? Yeah. Uh-huh. Vietnamese is called sun green. Okay. You say so. Yeah. Right now you know a little bit, huh? Cái cây thiệt, cái cây này thiệt chứ. Going home. Not yet. You can't go home until we're gone. Your sister's done. We can go. Do you want us to count your money for you? Yeah, we can do that. Just go ahead and go home. And we'll count. We'll count your money and close up shop. And yeah, you know, we'll. I can take care of that. Well, then you're no fun. Yeah, but you're tired. We don't want. Yeah. You're tired. So tired. I probably fill my gas tank. All you have to do is get more of this, your leg sticking out, your leg down, and then go like that. And somebody probably shoot us. Put us out of our misery.
I'm done. Ông Lùng cũng chưa có bỏ cái thớp. Ừ đúng rồi, nãy em đưa cho Sơn mà đưa. Start calling them off the floor. Yeah, I'm not gonna do it with a rag. Take it off and then wet it and wash. Thinking we get involved and I was gonna say, I don't know. Yeah, bằng tay mà. Okay. Money. Okay. Thôi mọi người kết thúc video tại đây thôi, bây giờ mình cũng về, đồng hồ sắp 5 giờ rồi thấy không? Thôi bye mọi người, 5 giờ ta đóng cửa, lượm lúa nhiêu đủ rồi.